Xin chào anh em, mình đến từ mhm.vn và trên tay mình hiện tại đang là hai chiếc Samsung Galaxy S10 Plus của Mỹ anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy này, Samsung Galaxy S10 Plus này, đây là phiên bản của Mỹ và nó sở hữu chip Snapdragon 855. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn mua những sản phẩm này luôn, bởi vì sản phẩm này hiện tại rất rẻ anh em ạ. Hiện tại bây giờ mình đang bán bản 128GB máy Line New như mới nhá, là 11 triệu rưỡi thôi, giá tầm 11 triệu rưỡi thôi. Bây giờ là thời điểm của giữa tháng 11 2019 và thời điểm về sau nữa thì để biết giá chi tiết anh em có thể vào đường link bên dưới nhá, và đặt hàng ở dưới luôn. Thì rất nhiều anh em có hỏi mình về sản phẩm này, thì mình có thật với anh em là sản phẩm này là một trong những sản phẩm bị nhái tương đối nhiều, bị nhái luôn nhá. Hoặc là anh em đi mua hàng muốn chọn hàng Mỹ thì cũng khó để chọn được những cái máy còn nguyên bản. Thì ngày hôm nay mình làm cái clip hướng dẫn cho anh em luôn. Thì việc đầu tiên để chúng ta có thể biết được hàng nhái, hàng xịn ấy, thì chỉ cần nhìn ảnh thôi là chúng ta biết. Thì tất cả Samsung Galaxy S10 Plus nếu là của Mỹ thì bao giờ cũng sẽ được in chữ Galaxy S10 cộng ở đây. Nếu trường hợp nó không được in thì nó không phải lưng xịn, hoặc là như những cái máy Hàn hay là máy Việt Nam đều không được in chữ Galaxy S10 ở đây. Chỉ có hàng Mỹ nó in Galaxy S10 ở đây thôi nhá. Và tất nhiên là những cái hàng nhái mà trên mạng người ta hay quảng cáo là hàng Singapore ấy, hay là hàng Đài Loan ấy, thì cũng được in chữ Galaxy S10 ở đây, nhưng cái in của nó lại rất là rõ nét chứ không khó nhìn như này. Ví dụ ở đây mình có con màu trắng này, anh em có thể nhìn thấy trên camera, chúng ta nhìn chữ rất khó. Nhưng đối với những cái sản phẩm hàng nhái ấy, thì chúng ta nhìn rất rõ luôn, bởi vì người ta in với chất lượng kém, thành ra chữ nó rất là đậm và xấu. Rõ là xấu chứ không phải rõ là đẹp anh em nhá. Thì anh em lưu ý là như vậy, việc chúng ta sẽ bảo các bạn ở trên mạng, nếu các bạn bán ấy, bảo các bạn chụp ảnh cho nhìn sau lưng đã, nhìn sau lưng ok như này này. Là nhớ là phải để cái mẫu giấy nhỏ nhỏ ghi đúng tên số điện thoại của các bạn bán đó nhá, chứ không các bạn là có IP ảnh trên mạng thì bằng thừa. Thứ hai nữa là bây giờ chúng ta có thể nhìn lên mặt trên. Và các bạn đã chụp ảnh cho thì bao giờ các anh em cũng biết đấy, mà Galaxy S10 Plus đấy nó là camera trước là camera selfie ấy, là camera kép như này. Đó, thì nó nằm ở trên màn các anh em ạ, chứ nó nằm ở trên màn chứ không phải là nó nằm rời nhá. Thế nên là cái đường viền ở trên 2 mét màn hình này nó rất là ít này, anh em có nhìn thấy nào. Nhưng hàng nhái thì mình có đưa ảnh cái hàng nhái cho anh em nhìn đấy, là đường viền ở trên và dưới nó rất là dày, nhưng ở đây rất là ít anh em nhá. Anh em nhìn thấy là, và camera nằm ở phía này. Đây là Galaxy S10 Plus, còn nếu là Galaxy S10 thì nó nhỏ hơn và nó chỉ có một camera selfie thôi. Đó là bước là anh em bỏ các bạn trên mạng, các bạn cho chụp ảnh cho xem. Và tất nhiên rồi, màn hình của Galaxy S10 Plus là màn hình Super AMOLED bản cao cấp, rất là cao cấp. Thành ra lúc mà anh em tắt đi nó sẽ đen như một miếng, như một cái màu của nhựa chứ không phải là màu màn hình. Nếu mà một sản phẩm rẻ tiền ấy thì thường thường cái viền này sẽ lộ và sẽ là màu trắng hơn một chút. Thế nên anh em cứ yêu cầu đây bên ship, anh em có thể thấy người ta quảng cáo ra giá rẻ đi. Mình bán 11 triệu hơn 1 triệu cơ. Nhưng một số người dùng cá nhân người ta có thể bán rẻ hơn cũng đúng, nhưng mà người ta rẻ hơn thì chỉ rẻ hơn một chút thôi, chứ nếu mức giá chỉ có vài triệu đồng ấy thì anh em cứ yên tâm là chắc chắn là không phải hàng xịn đâu. Người ta có thể bán 10 triệu cũng được, hơn 10 triệu cũng được nếu là cá nhân muốn bán. Còn bây giờ mình bán cửa hàng là mình phải bán giá là 11 triệu rưỡi, hiện tại là rẻ nhất, hiện tại mình đang bán 11 triệu rưỡi anh em nhé. Là anh em phải lưu ý là như vậy. Thế nên là anh em cứ tránh, đừng có tham rẻ quá để chúng ta lại mua phải một số cái hàng kém chất lượng. Đây là hàng kém chất lượng. Còn cái trường hợp anh em mua cái máy nó đã sửa chữa rồi, thay là thay vỏ ấy, thì cũng rất là khó đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách cụ thể luôn. Thì khi mà chúng ta xem được cái hàng chất lượng rồi mà anh em đi xem hàng ở tại cửa hàng ấy, thì chúng ta có thể xem được hàng chưa thay vỏ hay không ấy, thì cũng đơn giản thôi. Anh em bỏ một số tiền hơn 10 triệu anh em chọn một chiếc máy cũng phải rất là đẹp nhá. Thì ở đây là mình có hai chiếc máy rất đẹp luôn, anh em có thể nhìn thế này. Được việc này mà mình bán bao giờ 11 triệu rưỡi nó cũng phải đẹp là như thế này nhá. Đó, anh em có thể xem cái đường viền nó rất là đẹp này, chúng ta có thể nhìn thế này. Đây là một sản phẩm hơn 10 triệu thì tất nhiên là nó phải đẹp rồi, chứ không thể là mình bán những cái sản phẩm mà nó bị cấn móp. Anh em lưu ý không nên lấy sản phẩm đến đâu, bởi vì nhiều trường hợp cấn móp đã bị vỡ và người ta đã thay rồi. Đấy, cái việc đầu tiên là chúng ta xem cái viền trước đi, nó phải đẹp như này, xem hình thức đẹp. Đẹp tất cả các thứ ok chúng ta đã chọn máy. Và mình có lại lần nữa, bây giờ chúng ta xem phần sau lưng. Mình có lại lần nữa là đây là sản phẩm của Mỹ thì bao giờ cũng sẽ là Galaxy S10 ở đây. Và cái này nó hơi khó nhìn anh em nhé, nhưng mà nếu cầm trên tay rất dễ nhìn, nhưng camera của mình là camera kém rồi, mình quay bằng điện thoại nên nó khó nhìn. Nên anh em có thể nhìn kỹ này. Bây giờ bên dưới nó sẽ in một số tiêu chuẩn và bảo vệ môi trường ở đây. Và dưới này nó có, dưới tiếp theo nó có ba dòng chữ. Và dòng đầu tiên nó sẽ là tên mã máy là SMG975U á, bản Mỹ bây giờ là U nhá, mà chỉ là U thôi. Nếu trường hợp những một số máy ở nhà mạng là U1 nhưng nó vẫn chỉ in là G975U thôi anh em nhé. Bên này có một số thông tin khác và bên dưới thì nó có ghi là được thiết kế
và sản xuất bởi Samsung nhưng tại Việt Nam. Đây là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam chúng ta luôn và xuất sang thị trường Mỹ và bây giờ lại quay lại Việt Nam để bán dạng máy cũ cho anh em. Nhưng nó là sản xuất tại Việt Nam và bên dưới cùng nó là số email và nó chỉ có số email thôi, không có IC number giống như hàng Việt Nam đâu nhé. Không có IC number và anh em lưu ý này, số email này chắc chắn là phải trùng trong máy. Đây là việc anh em xem nó bắt buộc nó phải có những cái như thế. Nhiều trường hợp người ta thay lắp lưng bên dưới này người ta sẽ không in và những cái không in đấy chắc chắn một điều đó không phải lắp lưng zin chuẩn theo máy luôn anh em nhé. Mình không biết là hàng Refobit có hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là hàng chuẩn bán ra bao giờ cũng phải in đầy đủ các thông tin như thế. Và bên trên này là chữ Samsung và anh em lưu ý đây không phải là chữ Samsung màu trắng hay nó in rất là đẹp. Nếu màu trắng là không phải hay là màu bạc không phải mà đối với lưng màu xanh ấy thì nó sẽ là màu xanh luôn và hơi sáng màu hơn so với các lắp lưng thôi. Cái màu trắng này nó sẽ là màu trắng anh em nhé. Và anh em lưu ý là sản phẩm Samsung Galaxy S10 Plus này là nó sẽ có tất cả là bốn màu anh em nhé. Mình bản màu Mỹ màu bốn màu là màu trắng này, màu xanh như này, một cái là màu đen, thì ở đây mình có con S10 5G của Hàn Quốc nó sẽ to hơn như này nhá, màu đen, và một cái là màu da cam chứ nó không phải là cái màu như thế này đâu nhá. Đây anh em lưu ý này, nó sẽ có bốn màu, màu trắng này, màu xanh này, một cái màu đen như này và một cái màu da cam chứ không phải màu này nhá, màu này bỏ qua, màu này có S10 5G. Đó, anh em lưu ý là nó chỉ có bốn màu như thế thôi chứ nó không có một cái màu là màu đỏ hay không có một cái màu là màu vàng đâu nhé. Nếu anh em mua máy Galaxy S10 Plus của Mỹ mà có màu vàng thì không phải, còn hoặc Hàn Quốc là khác nha. Đây là mình nói chuyện máy Mỹ rồi đó, chúng ta xem qua hình thức đó. Và bên trên này chúng ta có thể nhìn thấy cụm camera của Galaxy S10 Plus này là gồm 3 camera và nó nằm ở trên cái khung viền, là được theo cái viền của viền máy này anh em nhé. Đấy, những cái màu này được theo cái viền của viền máy này và bên trong lòng nó là màu đen và anh em có thể nhìn thấy nó đen một cách tuyệt đối với hai camera bên ngoài và camera chính của nó thì sẽ lộ hơn và to hơn. Rồi bên này nó sẽ là đèn flash này, bên này nó sẽ là cùng cảm biến đo nhịp tim hay là đo các thứ, và sản phẩm này nó sẽ có vân tay trên màn hình, thành ra nó không có vân tay ở trên sau lưng đâu anh em nhé. Đó là chúng ta xem như vậy thôi. Cùng nhìn lại cái viền một lần nữa thì ở đây ấy, hai bên này nó sẽ là hai phím to nhỏ và bên dưới này là phím midbay. Phím này là một phím chức năng của Samsung. Và bên này nó sẽ là phím nguồn anh nhé, phím nguồn nó nằm bên này và nó nằm sát sát bên trên này. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy một sản phẩm S10 5G nó sẽ khác, phím nguồn nó nằm bên dưới này anh em này. Đó. Hai phím bên cạnh nó sẽ như nhau. Đây là S10 5G nó sẽ khác nhau và sản phẩm này sẽ to hơn. Mình đã có một clip so sánh hai chiếc máy này với nhau rồi của Hàn Quốc. Và phía dưới này chúng ta có thể nhìn thấy ở dưới này nó là cụm sạc, cụm chân sạc USB Type-C và bên này nó sẽ là cổng tai nghe 3.5 này. Chúng ta có thể nhìn thấy là các lỗ loa và chúng ta có thể xem kỹ những cái này nó phải có vết cắm rồi nhá, không được làm lại và nó cũng cũ hay có bụi tí thì cũng không sao. Đây là sản phẩm bên mình rất là mới thì nó vẫn còn nguyên cái siêu cạnh là bên thế này, thì đây là cũng sản phẩm ít khi nó có trường hợp này lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vuốt là hai cụ nhựa này, nó là cái nhựa để anten của điện thoại ấy. Thì chúng ta vuốt nó sẽ rất là mịn và nó có cái màu nó tương đồng với những cái màu của mép này. Đó, anh em có thể nhìn thấy nhá, bên trên này cũng vậy, nó sẽ chỉ có một đường như này thôi. Bên trên này nó là khay sim và bên này nó sẽ là một cái mic phụ. Anh em có thể nhìn thấy nó như này, rất là đều như này nhá. Đó thì khay sim chúng ta có thể chọc ra để xem. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này. Rất là chắc chắn luôn. Đó, khay sim ở đây. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy luôn, chắc chắn luôn. Đó là xem qua về hình thức ở bên viền và ấy. Và bây giờ chúng ta xem qua màn hình. Mình nói lại lần nữa là màn hình của chiếc máy này nó sẽ rất là đen nha. Anh em xem có thể xước răm một chút thì cũng không sao. Đẹp thì còn tốt, không có xước sâu là được. Đó, xước sâu thì mình có, mình không bán đâu. Và tất nhiên rồi, nó rất là đen đấy nha. Mà anh em bật nó lên này, anh có thể nhìn thấy cái viền rất là mỏng luôn. Đó, đây là S10 Plus nha, chuẩn của chính hãng, viền rất là mỏng luôn, rất là cao cấp luôn. Đó, nếu mà chúng ta xem cái viền này dày quá này thì không phải, mà vào đây nó phải cong nữa. Đó, mép hàng xịn. À, thì bây giờ chúng ta cũng có thể soi kỹ cái mép viền này xem nó có bất cứ một cái vết keo nào lòi ra không. Nếu trong trường hợp có một cái bẩn anh em có thể lau nó sạch thì không sao. Trường hợp là anh em lau mãi nó không ra được là keo dính ấy thì chắc chắn là người ta đã làm lại màn hình hoặc là ép lại kính rồi. Đấy, cũng như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy là trên mặt của cái chiếc này nó sẽ không in một cái logo gì cả và chúng ta có thể nhìn thấy những cái mép khít bên trên này và cái camera này. Soi kỹ nó không có bụi cả, cái camera sau vậy chúng ta soi kỹ không có bụi là hình thức ok nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bên trong. Thì sản phẩm này là bản của Mỹ, cũng sẽ vào được Dolor Mode. Chúng ta sẽ ấn vào Dolor Mode bằng cách là kể cả màn hình sáng hay bật nhé. Ấn nút nhỏ tiếng này, giữ nút nguồn này và giữ phím midbay. Có nghĩa là trong 3 phím này trong vòng 7 giây nhá. Cứ giữ để khi nào máy nó tự vào là được. Đó, anh em cũng chờ một chút để cho bạn anh em xem.
Rồi. Máy vào như này nhá. Đây là chế độ download mode để dùng để cài ROM ấy. Trong chế độ này thì chúng ta có xem được một số thông tin. Ví dụ anh em có thể nhìn thấy này. Nếu mà những chiếc máy fake thì chắc đã vào không có để vào đâu, và những chiếc máy của Hàn Quốc thì nó sẽ là chữ Hàn Quốc anh em nhé. Nhật Bản có thể chữ Nhật hoặc cũng có thể tiếng Anh như này. Mình nghĩ Nhật Bản nó sẽ là tiếng Anh, bởi vì những phiên bản về sau này nó sẽ là tiếng Anh. Chỉ có Hàn Quốc là sẽ chữ Hàn Quốc rồi, và Trung Quốc sẽ là chữ Trung Quốc anh em nhé. Rồi chúng ta cùng xem nó sẽ tiếng Anh như này, và ấn nhỏ tiếng để reset và ấn to tiếng tiếp tục, chúng ta sẽ vào tiếp tục. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một chế độ là chế độ download. Ở đây trên này chúng ta sẽ nhìn thế này. Nó sẽ không có thông tin máy nhé, không có thông tin modem. Ví dụ như của Hàn Quốc ấy, nó sẽ có thông tin modem ở đây, nhưng mà của Mỹ sẽ không có. Và bên dưới này nó báo là PRM log on, có nghĩa là mình đã đăng nhập tài khoản Google rồi đấy. Đó. Và anh em quan trọng nhất cái phần Void ID này, chúng ta sẽ thấy là 0x0, có nghĩa là chưa bị can thiệp phần mềm và vẫn còn có thể được bảo hành bình thường. Chế độ của Qualcomm ở đây thì anh em lưu ý là chỉ có sản phẩm của Mỹ này, của Hồng Kông này và của Nhật Bản là sử dụng chip Qualcomm thôi. Thế nên nó phải có chữ Qualcomm Security ở đây nha. Nếu mà không có chữ Qualcomm ở đây thì không phải. Hoặc là nếu sản phẩm Hàn Quốc chữ Qualcomm ở đây thì cũng không phải của Hàn Quốc luôn. Anh em xem là chuẩn như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thoát ra vào bên trong và kiểm tra áp suất các thứ để khẳng định được là máy này chưa bị mở ra một phần. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nhỏ tiếng nguồn và phím viết 3 lần nữa nha. Giữ trong vòng à. Mình nhầm, ở trên này nó hướng dẫn luôn này. Ấn nhỏ tiếng và nguồn trong vòng 7 giây này. Đây, khi chúng ta ấn nút như vậy thì nó sẽ khởi động lại, và ở trên máy cũng báo luôn là Samsung Galaxy S10 cộng anh em nhá. Đó. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, mình đã bật sẵn sản phẩm lên rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ cái khởi động, chúng ta sẽ cùng kiểm tra bên trong. Bây giờ thôi, tất nhiên đầu tiên chúng ta sẽ ấn kiểm tra email đi, sau thang 066 thang này. Thì trên này nó sẽ báo là email nhá, anh em xem cái cụm email thôi, chữ email đờ này nó thiếu một số so với email, chúng ta xem email thôi. Email này. Rồi số server, thì chúng ta không quan tâm, chúng ta quan tâm đến email thôi. Quan tâm như nào, chúng ta lật sau lưng lên và chúng ta nhìn cái email bên dưới này nó có trùng hay không. Đó, thì bên dưới này nó cũng sẽ là in email nha. Chắc chắn một điều như vậy, bởi vì là từ S7 trở lên những sản phẩm của Mỹ nó chỉ có một tên mã duy nhất là mã U ở dưới cuối cùng, và bao giờ cũng được in này, từ sau nó sẽ là hoàn toàn giống nhau. Đối với các nhà mạng đều như nhau. Như nếu mà dưới S7 đấy có S6 hay Note 5 ấy thì nó sẽ in khác anh em nhé. Nhưng S7 trở lên nó phải giống nhau. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem email ở dưới này. Đây, trên này anh em này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào kiểm tra áp suất hay những chức năng khác. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn anh của áp suất thôi. Chức năng khác anh em tự kiểm tra được nhá. Sao thăng không sao thăng này. Nó sẽ vào một cái bảng như thế này. Chúng ta sẽ vào phần sensor. Sensor ở đây thì máy Samsung nào cũng vậy thôi, chúng ta có thể nhìn thấy này. Cái phần boom parameter này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy số 1023 này. Không quan tâm đến những số đầu và không quan tâm số đang nhảy này, chúng ta chỉ quan tâm đến số 23 thôi nhá. Bây giờ mình sẽ ấn tay vào này. Đó. À. Xin lỗi anh em, nếu mà anh em rút khai sim ra nó không có áp suất rồi nhá. Đấy, để biết máy còn kín hay không, chúng ta sẽ phải rút khai sim lại. Đây, rút khai sim lại như này rất kín nhá. Đó. Anh em thấy không? Đấy, nó nhảy này. Chúng ta ấn một lực, có lực một chút nó sẽ nhảy lên liên tục này. Cái số 23 anh em nhá. À, nó sẽ lại nhảy liên tục này. Thì khi cái số nó nhảy như vậy thì là áp suất nó còn nguyên, và áp suất còn nguyên thì chúng ta có thể khẳng định được 80% là chưa bị tháo. Vì sao mình chỉ nói 80%, và rất là nhiều thợ người ta có tay nghề là người ta vẫn làm áp suất bình thường khi người ta tháo ra nhá. Đó, thì khi đây chúng ta có thể xem kỹ được cái mép lại lần nữa. Mép này lần nữa này. Để xem nó có bị keo dính bên trong hay không, và quan trọng nhất là trong khu vực dưới này, bởi vì thợ hay rất hay lách ra la vào chỗ này để nảy lên. Bản thân mình cũng làm như vậy. Nếu trường hợp mình sửa máy thì nó sẽ có bị xước như này, chúng ta nhìn kỹ các mép nó không bị xước nha. Không bị xước giống như vết cắt của dao lam là ok nhá, và không có keo. Là ok, đã kín kín rồi, là khẳng định thêm một 10% nữa, gọi là 90% đã nguyên bản chưa bị tháo. Còn 10% còn lại thì chắc là phải cao thủ lắm thì mới làm được. Mình không dám khẳng định 100% là chưa bị tháo đâu anh em nhá. Đó, thì vấn đề kiểm tra áp suất là đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ thì anh em có thể chắc chắn một lần nữa là anh em cài một số phần mềm ngoài, anh em kiểm tra cấu hình. Thì những sản phẩm fake người ta cũng sẽ làm được như thế này, nhưng hoàn toàn thông số sẽ bị sai lệch nhiều anh em nhé. Bây giờ mình cài cái phần mềm AnTuTu rồi đi. Bây giờ mình sẽ vào phần mềm này. Đó. Chúng ta có thể vào phần xác minh thiết bị. Chờ đọc một lúc và nó báo là sản phẩm này được thông số kỹ thuật trùng khớp và có tên mã là G975U giống như ở in vỏ đấy anh em nhé. Và tất cả thông số đây là trùng khớp, là ví dụ CPU là Snapdragon 855 này. Đó, lõi CPU là 8 lõi này chẳng hạn này, GPU là Adreno 640 này. Độ phân giải màn hình là 18 1080 x 2280 này. Đấy, cảm biến tất cả đều hỗ trợ này. Đó, một số thông tin cơ bản đây là xác minh là ok nhá. Một số máy fake người ta không làm được như việc này đâu. Và tiếp tục này.
Và anh em có thể nhìn ở trên YouTube có một số cái nó người ta làm về một số bạn làm về cái người ta mua một chiếc N10 Plus Fake thì chúng ta cũng sẽ biết là sẽ có thông tin không giống như này đâu nhá. Ví dụ như là đây là Qualcomm 845 này, có thể chiếc máy đó sẽ là Qualcomm 845 hay gì đó nhá, và chiếc đồ họa sẽ không giống này, độ phân giải màn hình hay camera sau đều là như này nhá, 16, 12, 12 nhá. Đấy, nhiều trường hợp máy nó còn báo lên bộ trong 1T hoặc là RAM lên 12GB cơ. Nhưng sản phẩm này có RAM là 8GB thôi anh em nhé. Và bộ trong là 128GB. Hiện tại bây giờ mình chỉ có phiên bản như vậy thôi. Còn phiên bản bộ trong cao hơn thì mình không có. Ví dụ như Hàn Quốc thì có phiên bản bộ trong 512GB. Nhưng ở Mỹ mình chỉ lấy được phiên bản bộ trong 128GB thôi nhé. Đây là một số thông tin cơ bản nó là như vậy. Và mình rất hay cái phần mềm này. Nhưng phần mềm này anh em chỉ kiểm tra một số cái cơ bản nhé. Và là phần mềm Full Info ở đây. Những cái máy trả bảo hành thì hay là hàng Refurbit ấy, nó sẽ báo khác. Ở đây mình nói là Refurbit của hãng chứ không phải hàng mông má lại của Trung Quốc đâu nhá. Đó, anh em có thể tìm xem cái tên mã ở đây. Và đây là một sản phẩm của Mỹ thì được sản xuất tại Việt Nam anh nhá. Hoàn toàn là sản xuất tại Việt Nam luôn. Ngày xưa ví dụ Note 5 ấy thì có sản xuất tại Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam, nhưng mình thấy sản phẩm của Mỹ lần này mình nhập về là hoàn toàn sản xuất tại Việt Nam luôn. Đấy, ở đây cũng báo là vi phạm cả nốc là 0.0, có nghĩa là chưa bị can thiệp phần mềm. Và màu sắc là báo là màu blue, bộ nhớ thì người ta không báo. Đây, chúng ta vút sang có thể xem đây là mã của Mỹ này, xuất cho các nhà mạng của Mỹ ở đây. Đấy, quốc gia là Mỹ. Anh có thể nhìn thấy này. Đó, thông tin cơ bản là như này. Cái này có hai cái là chúng ta có thể xem là pin. Đây là những sản phẩm rất là mới. Đó, RAM và bộ nhớ đây. Đấy, pin là 4000 nhá. Và độ chu trì sạc pin này. Bên mình có những máy rất là mới, tình trạng pin là hoàn toàn là 100% và chu trì sạc pin chỉ là 61 thôi anh em nhá. Rất là mới. Đó, cách xem cơ bản thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Và anh em xem, nếu anh em thấy thích máy và anh em muốn mua ấy thì ở dưới link mô tả mình có để là anh em có thể mua qua Shopee hoặc mua qua trực tiếp là mình sẽ gửi cho anh em nhá, mua qua Shopee để đảm bảo an toàn hơn một chút cũng được. Và nếu anh em thấy thiếu thì anh em cứ comment để bổ sung cho người khác xem để đọc để người ta biết. Và nếu anh em thấy thích thì anh em like clip của mình nhá và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Anh em thấy muốn theo dõi những clip để phân biệt những máy khác và cũng xem theo dõi clip để mình đánh giá chân thực nhất về những sản phẩm mà mình bán ấy, thì anh em có thể subscribe kênh YouTube của mình để anh em được theo dõi clip mới nhất. Cảm ơn anh em xem clip nha, ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt anh em.